Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game. Tựa game đầu tiên mà mình chơi đó là John Scratch Game. Option. Sẽ bắt đầu chơi tựa game là 1 nha. Tựa game này thì các bạn có thể nhìn theo cái tay của mình và làm theo, cũng đơn giản thôi. Đây vừa 2 của trò chơi này. Nó từ trên trời xuống. Sau đó thì các bạn mang thức ăn được cho anh chàng đang bị giam giữ ăn. Tiếp theo là mình sẽ ấn vào bàn tay ra, sau đó ấn vào mũi của anh chàng này. Ấn dị vào cái trái tim giữa ngực của ông ta. Sau đó sẽ hiện ra một bóng ma. Ấn vào bóng ma. Các bạn có thể nhìn thao tác tay của mình nha. Ấn liên tục vào cái trái này. Ấn vào những mảnh vỡ. Kéo từ bên. Oh no. Chơi cái level này nha. Oh my god. Chơi cái level này. Đây. Chơi cái level này. Ấn dị vào con chim nha. Cho nó mở ra. Ấn dị vào người đàn ông đang chỉ tay đây. Tiếp tục nào. Ấn liên tục vào mặt người đàn ông này. Sau đó chúng ta ấn dị. I'll be back. Này thì chúng ta ấn dị vào cô nàng này. Ấn dị vào quả núi nha. Kéo từ bên hông sang. I'm back. Ấn dị vào người đàn ông đang ngồi trong cái tiếp xin đây. Chúng ta sẽ ấn liên tục vào mặt người đàn ông này. Sau đó ấn dị vào mặt của ông ta. Ấn liên tục vào người đàn ông đang quỳ đây. Chúng ta sẽ biến thành Iron Man. Chúng ta sẽ chơi một level, đặc biệt là level cuối cùng. Ở đây mình sẽ chuyển qua tựa game thứ hai, Stickman School Escape 2. Sẽ chọn những cái món đồ nào. Ôi, mình sẽ chọn cái chìa khóa này đi. Ui, thầy giáo. Ui.
bảo vệ ạ. Chơi luôn. Ok, đã giành chiến thắng rồi. Mình sẽ bật âm thanh của trò chơi này lên. Mình sẽ chọn cái con dao này nha. Trường học tất cả đều nổ tung. Cái búa này nha, ui cái búa khá là nặng, cái bồng búa có thò. Oh man, này luôn. Cái chìa khóa này xem nào, chìa khóa gì đây? Ui gọi một vài gì. Cái máy cưa này. Ôi. Ôi. Hands up, Stigman. Đây là cảnh sát mắt rồi. Xem nào. Treo tường à? Đó là sợ thì đấy. Ôi, bảo vệ đứng ở dưới rồi. Mình bay không ai này xem nào. Có thể gọi được một con chuột nữa nào. Như thế. Thầy giáo sợ chuột à? Mình thử chọn cái ghế này xem nào. Chết rồi. Có hai phương án cho chúng ta lựa chọn. Thì mình sẽ trốn vào tủ xem thế nào. Ôi. Còn ra cuối cùng là một đôi dép. Không nghe thấy gì cả. Nó giúp chúng ta đi mà không gây ra tiếng động. Đi thẳng lại xem. Ôi. Sẽ chọn đi cầu thang bộ nha.
Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo của video này, Baby Angel. Đây là ngày đầu tiên tại cái gì đây? Hello baby. Oh my gosh. Hey baby. Thế điểm nào em? Em bé ngoan. Không. À. Oh, thương nha, thương nha. Ta sẽ xuống ghế sofa ngồi. Sao cứ có con mèo kia nhỉ? Đang đóng cửa cho em bé ngủ. Chúng ta bước sang ngày thứ hai tại ngôi nhà này. Wow. Baby đừng dọa mình mà. Đi ngủ nào baby.
bước sang ngày thứ ba tại ngôi nhà này. Wow. It's me. Oh my gosh. So, đi vào vừa đi vào bếp bây giờ đã đi ra bằng tủ lạnh. Wow. Wow. Vậy là mình đã hoàn thành xong trò chơi Baby in the Dough. Chúng mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo nha. Ice cream fall. Thank you.
7, 7, 5. Trên không ấy được ở dưới ở phiên bản trước thì gắn cái thảm ở dưới. Ok, không sao. Sẽ lên trên. Thank you.
Let's go. Get back here. I said get back here, you little bastard. Just missed him. These kids are driving me crazy. How could they run away again, huh? Well, these tubes don't take them very far. They're actually still inside my factory. It's only a matter of time before I find them. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Evelyn. Thank you.
Ôi mà mày nói chui được. Ôi đi luôn ạ. À. Ok mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Mình muốn chôn bà ta một chút nhưng mà không được rồi các bạn ơi. Đây thầy giáo Valin. Tay cùng kiểm tra kiến thức toán học của tụi em này nhé. Now it's time for everybody. Great job. You got it. A shiny quarter. Hello. Problem one. You're doing fan three. Câu hỏi cuối cùng trong cuốn sách Thính Bắc này, thầy giáo đã che mất đi cái câu hỏi ta trả lời như thế nào chẳng nữa thì vẫn sai. Như thế thầy giáo sẽ bắt chúng ta phải chạy. Oh my god, bị thầy giáo quá rồi. Mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Obsession. Ăn gì đấy? Obsession. Ok. Ôi, chúng ta sẽ đóng giả là một cái đồ vật nào đó à? Bồn cầu ở nhà vệ sinh sao lại ở đây? Đây thì làm sao mà chạy được? Tìm vị trí nào khá khẩm hơn đi. Ôi! Ui mày quá! Ui! Càng đứng trong góc càng chết. Ôi! Bị phát hiện rồi. Tựa game này cần phải có internet mới chơi được các bạn ơi. Các bạn đợi tí mình sẽ bật internet lên để chơi tựa game này. Ai đây? Ui. Tiếp tục là bồn vệ sinh à? Ôi, thắng rồi. Cast like.
Ok. Tiếp tục tới đây nè. Tiếp tục nâng cấp tốc độ nha. Cả thời gian nữa. Mình sẽ biến thành cái gì đây? Ghế à? Không thể có hai cái ghế được. Mình sẽ chuyển qua tựa game cuối cùng của video này. Peace. Subscribe, comment để lại ý kiến nha. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại. Bye bye.